Cô thấy con Diên Phước trải qua bao nhiêu chuyện rồi, có chuyện gì mà không thể giải quyết được? Tụi con phải ngồi lại nói chuyện với nhau đi. Con biết, nhưng không lẽ bây giờ con hỏi tại sao anh không chịu cưới em? Con cũng có tự trọng của riêng con mà. Biết đâu ý của nó không phải như con nghĩ thì sao? Con biết là anh tập trung lo sự nghiệp để lo cho tương lai, nhưng con có nào ngờ đâu anh đặt con sau tất cả những cái vật chất đó. Nói gì thì nói, khó toàn vẹn đôi đường lắm con. Yêu mà bỏ bê sự nghiệp thì cũng không có nên. Con toàn tâm toàn ý với người ta, con nghĩ là trong lòng người ta con cũng là nhất, nhưng không phải vậy. Nghe những lời cô ảnh nói, con thật sự cảm thấy mình bị tổn thương lắm. Trong lúc này con đừng có nên quyết định gì hết trơn. Thật bình tĩnh và suy nghĩ cho thật kỹ nha. Dạ con biết rồi. Ừ. Cô ơi, con xin lỗi vì Tết nhất mà con làm cho không khí trở nên buồn như vậy. Ôi trời ơi, không sao đâu. Liễu không có kiêng cử gì hết trơn á. Con không nghe người ta nói gì về Liễu hả? Liễu trẻ trung, Liễu thoải mái, Liễu sảng khoái. Con cảm ơn cô. Bây giờ con vào trong, con pha một ấm trà để con và cô cùng ăn mứt uống trà nha. Nhất trí. Alo. Ủa, ai vậy? Em Thúy Liễu nè. Anh nhớ em hả? Mấy lần em sinh hoạt cái xã chung với anh đó. Ủa, sao cô Liễu cầm máy của con Hạnh vậy? Thì con Hạnh nó ra đằng sau bếp, nó nấu ấm trà để hai cô cháu ăn mất đi nè. Cô Liễu lên thành phố hả? Mà sao cô Liễu gặp con Hạnh và ở chung với nó vậy? Em lên thành phố hồi nào? Em đương ở dưới này. Tết nhất đi đâu anh? Viên Hạnh nó đang ở chung với em mà. Cái gì? Con Hạnh nó về quê. Có gì hồi nào? Sao nó không chịu về nhà mà lại ở nhà cô bên đó? Trông lớn miệng vậy trời. Trời ơi. Trà tới đây. Mà hình như có ai gọi cho con hả cô? Tía con mới gọi. Cô quên cho nên cô bắt máy luôn. Chết rồi. Rồi cô có nói gì không? Cái miệng cô nhanh hơn cái não. Cô lỡ miệng nói, con đang ở đây với cô. Hả? Ông, ông làm gì mà ông bực bội vậy? Con Hạnh nó về rồi. Nó về thì phải vui chứ. Nó đâu? Nó về ở nhà người ta. Ừ? Là sao? Về sống về đây mà ở nhà người ta là sao? Thì nãy giờ tôi mới tức nó đây nè. Mẹ rét ơi, bây giờ ông chỉ tôi coi nó ở đâu. Tôi qua bên đó tôi kéo nó về. Thiệt là xấu hổ cho gia đình quá mà. Có cha có mẹ, có gia đình đàng hoàng không chịu ở, đi qua ở nhờ bên nhà người ta. Ông nói lòng vòng hoài tôi nóng ruột quá. Bây giờ con Hạnh đang ở đâu? Ở xã bên kia. Bà không có biết đâu. Tôi biết để tôi đi. Bà lo dọn phòng cho nó và chuẩn bị cơm chiều đi. Tôi đi à. Cô Liễu. Con. Có Hạnh ở trong nhà không cô? Con qua trễ quá. Con Hạnh nó mới về nhà của nó rồi. Hả? Sao vậy cô? Thì tía nó biết nó ở đây nè. Ông qua ông dắt nó về. Con muốn kiếm nó thì qua nhà của nó đi. Nè, đừng có nói là cô không nhắc nhở con nha. Cô nghe tía con Hạnh nói, ông nói là ông bắt nó về để gả chồng cho nó đó. Con tự mà lo liệu đi nha. Dạ. Sao vậy? Tía má chỉ muốn tốt cho con thôi.
sao con cãi lại? Nếu như tía má thương con xin tía má được can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Con gái, trước sau gì cũng phải lấy chồng. Bộ con tính ở vậy luôn hay sao? Con sẽ lấy, nhưng mà không phải là bây giờ. Là chừng nào? Nói cho má nghe. Nhà người ta khá giả đàng hoàng. Thằng đó nó cũng có ăn có học, lại điều hành công ty lớn nữa. Má nói thiệt, nếu như mà không nhờ dì Tám quen biết với bên đó thì không có tới lượt con đâu. Sao con có phước mà không chịu hưởng? Con không có cần tiền bạc hay là địa vị của họ. Con có tay có chân, có thể tự đi làm kiếm tiền nuôi mình được. Con không cần phải dựa dẫm với ai hết á. Ông coi con gái ông kìa, nó nói với tôi vậy á. Nó muốn làm cho tôi tức chết mà. Nuôi nó lớn tới chừng này nè, để bây giờ nó trả ơn cho tía má nó vậy đó. Thiệt là tôi vô phước mà. Con cái. Tết Sum Dày 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.